Ok các bạn, bây giờ lại bé vô xe càng nha. Hai thanh niên. Bố lửa có thể cài cả mầm lấy. Khổ lắm các bạn ạ. Ôi chân con. Cái nó còn đồ nó ăn đang ở đây. Chụp lại. Quay em đã chụp. Quay rồi. Cắt thì gầm rồi. Này này, nào bên yêu. Quay. Đã tuần hàng ngàn. Đã dâm mẹ. Cứ đem. Nào, từ từ. Cắt bớt. Nào cái nằm bè. Nhưng có tôi quay quay lại ra quay ở trọng băng cả nhìn thấu ăn tôi là thò ăn làm thò quay lọ băng này. Ô, hôm quay ở cái con nào. Cái này sao? Con này ăn lưới kiếm sò rồi con này. Mày chắc con đục mà. Cái con ôn.
Bây giờ mình về đây các bạn ạ. Xếp đồ đạc rồi. Đây này. Cái gốc cây của mình đào này. Đó. Bây giờ mình về các bạn nhé. Và gần tới nhà mình sẽ quay lại các bạn xem. Tới nhà rồi các bạn ơi. Xe của mình. Tới nhà rồi. Cái góc của mình đào đấy. Mẹ ăn cái góc này. Đào rất là mệt nè. Góc này hiếm có loại này nè. Loại cây góc này nè. Còn cái góc kia thì cũng đỡ. Nhưng mà góc kia nữa. Xong đèn đèn. Vàng đèn. Còn cái này là cái này nó màu vàng chích vàng ấy, chắc như vậy đẹp, nhìn nó như chắc chắn lắm của bạn. Ăn ôi thư nha. Mật vào. Mới ớt nè. Ăn không? Chưa mà ớt. Vậy rồi. Cái này hơi to. Cái này hơi to nè. Hơi to lắm nè. Biết rồi. Nó cười thôi mà. Nó hơi to rồi. Chứ to mà. Cái này nhỏ mà cái này nhỏ xíu. Nhỏ. Nhỏ to. Đây là to nhất này các bạn ạ. Đây to nhất mà.